Muốn đi liên quân tại liênquânzá rẻ.vn, uy tín chất lượng. Chào mừng bạn đến với channel Trẻ Em Game. Ngọc là điều mà rất nhiều kiện tướng thắc mắc và mông lung. Họ đang phân vân trong việc mua ngọc, họ lung túng trong việc mua ngọc hay là mua tướng. Đừng lo, ad cho các bạn trả lời đó là nên mua ngọc nhé anh em ơi. Chúng ta tướng chỉ cần vài vị tướng mà thôi. Vậy thì mua ngọc gì để hợp meta và mạnh nhất thì câu trả lời có tại video này. Top 5 viên ngọc mạnh nhất bạn cần có. Tiêu chí của top 5 này là giúp bạn tiết kiệm được vàng của mình, giúp bạn mua được các viên ngọc đa năng nhất, sử dụng được nhiều vị tướng đặc biệt siêu mạnh nhé. Top 5 công vật lý chuyển giáp. Cái thời mà đấu sĩ tanker cực mạnh như Max, Xenia, Malok đang lên ngôi thì quả thật viên ngọc vật lý chuyển giáp giúp bạn khỏe tại đầu game, giúp các vị tướng sát thủ hay là xạ thủ có được chút sát thương, tránh bị đè đường. Hiện tại có rất nhiều game thủ chuyên nghiệp Đài Loan sử dụng viên ngọc này cho các vị tướng xạ thủ như Lindit, Vio và kể cả Nagrod thay vì lên chí mạng. Đó là một cách giúp bạn có thể khắc chế đôi phần các vị tướng tanker đang cực kỳ hoành hành ở các vị trí đi solo đường hiện nay. Top 4 ngọc tốc độ đánh, tốc độ chạy. Hiện tại meta đấu sĩ đi đường cực kỳ mạnh như Ryoma, Rứa Bố, Joker, xạ thủ thì việc bạn có thêm ngọc tốc độ đánh, tốc độ chạy giúp di chuyển nhanh hơn. Khi mà bạn có tốc độ chạy lớn hơn, giúp việc áp sát và gánh bất ngờ khiến đối phương trở tay không kịp. Viên ngọc tím hai dòng tốc đánh, tốc chạy này đang cực kỳ hot hiện tại, anh em không thể bỏ qua nếu bạn là một người đi solo đường. Top 3 ngọc xanh máu tối đa hồi chiều. Hiện tại hai trang bị chuyển giáp là thương xuyên phá và kiếm Muramasa cực mạnh, nên xu thế của các tanker đấu sĩ là lên thật nhiều máu. Viên ngọc này có thể cho các vị tướng tanker solo đường, các vị tướng đi mid mạnh như Raureo, các vị tướng sử dụng mạnh về các chiêu thức hơn là đòn đánh thường hoặc là đánh theo phần trăm máu của bản thân, sẽ giúp gia tăng lượng sát thương và có thêm nhiều máu, giúp bạn cực kỳ mạnh tại giai đoạn đầu game. Ví dụ như Showman, Chenier, Mark đều có thể lên, và cả Malok nha anh em ơi. Top 2 viên ngọc đỏ 3 dòng. Viên ngọc này là viên ngọc được rất nhiều vị tướng tanker ở meta sử dụng, có thể nói đến như Malok, Xenia, Wonder, Rứa Bố, Mark, Showman. Đây là viên ngọc vừa có máu, giáp, tốc đánh, giúp bạn khỏe tại đầu game. Top 1 ngọc tím 3 dòng. Đây là viên ngọc mạnh nhất và thông dụng nhất tại liên quân hiện tại. Nếu bạn chưa có được 10 viên này thì tích góp mau để mua nhé anh em ơi. Hầu hết tất cả vị tướng tanker đều sử dụng ngọc 3 dòng, có máu, hồi máu và tốc độ chạy, giúp các vị tướng trở nên cơ động. Và thời gian gần đây, theo meta Đài Loan, các vị tướng đi mid mạnh như Liliana, Turen, Raureo đều sử dụng viên ngọc này, giúp di chuyển nhanh hơn, tránh bị gank và có thể đảo đường, trợ giúp đồng đội cực kỳ tốt. Anh em thể biết được rằng qua cái video này đó chính là 3 viên ngọc 3 dòng đang cực kỳ thịnh hành đúng không nào? Đặc biệt là viên đỏ và viên tím 3 dòng. Tổng kết trên đây là 5 viên ngọc mạnh và thông dụng nhất liên quân 3 hiện tại. Nếu bạn có bộ 3 ngọc mạnh này rồi thì nhất định có lợi thế đầu game cực kỳ lợi hại, giai đoạn đi đường và giao tranh mạnh hơn. Nhớ comment cho em biết bạn đang có bao nhiêu viên để Ad và các bạn khác có thể tư vấn giúp bạn nên mua ngọc ra sao và sử dụng ngọc như thế nào để mà sắp thành một bảng ngọc tuyệt vời cho các bạn đi đường và đi solo đường và đi rất là nhiều vị trí khác nhé. Đó là các viên ngọc cực kỳ đáng giá anh em cần phải chú ý. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn lại trong các video lần sau. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là nick Facebook của mình, Hoàng Canh Kami đây. Hiện tại nick của mình thì đang có hơn 8.000 người theo dõi, thì các bạn đừng quên vào đây để kết bạn của mình ha. Ở trên face này của mình thì mình cập nhật tất cả các thông tin về Liên Quân mới nhất và sớm nhất, có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của anh em. Nhưng mà anh em đừng IB vào SMS của mình làm gì cả, IB riêng của và mình thì mình nhiều quá để đọc được. Anh em cứ comment dưới các status của mình để mà hỏi về tất cả vấn đề mà anh em đang thắc mắc nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là Facebook chính chủ duy nhất của mình nhé, anh em đừng nhầm với các Facebook khác. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you. Đừng quên kết bạn với mình. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.